Rất vui khi gặp lại quý khán giả trong chương trình Mua gì ở đâu phát sóng trên kênh HTV7. Trong chương trình ngày hôm nay, Mua gì ở đâu sẽ dành nhiều thời lượng để gửi đến quý khán giả thông tin về những sản phẩm độc đáo cũng như một số mách nhỏ hữu ích trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ em. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Kính thưa quý khán giả, trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều sản phẩm công nghệ mới dành cho trẻ em, dùng để thay thế smartphone, giúp trẻ tương tác nhiều hơn về ngôn ngữ và tiếp cận thông tin lành mạnh. Và một trong số đó chính là sách âm thanh. Đặc biệt, với con chip hiện đại đưa giọng nói vào sách, phiên bản sách âm thanh mới hứa hẹn sẽ giúp cho trẻ có những trải nghiệm thú vị. Với bộ sách âm thanh phiên bản mới, trẻ sẽ được làm quen hai quyển sách Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn và các loại nhạc cụ. Đây cũng là lần đầu tiên một câu chuyện cổ tích hoàn chỉnh như Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn được chuyển thể thành sách âm thanh. Đặc biệt, với phiên bản mới này, sách âm thanh cung cấp bộ nhớ lớn hơn gấp 5 lần so với sách cũ, kéo dài thời gian phát âm thanh hơn. Từ đó giúp trẻ có thể nghe trọn vẹn một câu chuyện thay vì những đoạn âm thanh ngắn chỉ một vài giây. Tác động của âm thanh thì sẽ làm cho trẻ thông minh, sáng tạo và khả năng tiếp thu ngôn ngữ tăng lên đáng kể. Cái sách âm thanh này ra thì nó sẽ gần tương tự với cái smartphone, nó có thể đào tạo âm thanh, ngoài ra còn cho trẻ tương tác với sách. Phiên bản sách âm thanh mới còn có các trò chơi, chạm trượt và lật mở được thiết kế dành riêng cho các bé từ 0 đến 6 tuổi. Từ đó, trẻ có thể khám phá các hình dạng, ký hiệu sinh động trong sách, cũng như học các từ vựng tiếng Anh với cách phát âm chuẩn. Sản phẩm hiện đang được bán tại hệ thống Đinh Tiệm Books. Quý khán giả của Mua gì ở đâu có thể tìm mua với giá 229.000 đồng một quyển. Với mong muốn mang lại những trang truyện tranh chất lượng cho thiếu nhi bằng chính ngòi bút nét vẽ của tác giả Việt mang đậm chất Việt Nam, mới đây tập truyện tranh thiếu nhi song ngữ Anh Việt Bơ không phải để ăn, Bơi is not eating đã được ra đời. Đặc biệt, nhà xuất bản đã kêu gọi bạn đọc là các em thiếu nhi và những người yêu thích truyện tranh thiếu nhi có thể tham gia viết các phần tiếp theo của tập truyện này. Tập truyện tranh song ngữ Việt Anh Bơ không phải để ăn, Bird is not for eating, do nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức bản thảo, là ấn phẩm truyện tranh song ngữ do người Việt làm dành cho trẻ em Việt. Đây cũng là khởi đầu cho ý tưởng làm truyện tranh Made in Việt Nam. Bên cạnh đó, nhà xuất bản còn tạo sân chơi cho các bạn trẻ, những người yêu thích truyện, bằng việc kêu gọi các độc giả sau khi đọc truyện có thể tham gia sáng tác để tiếp tục kể câu chuyện về nhân vật Bơ theo cách của mình. Nhân vật chính trong Bơ không phải để ăn là một bé trai 6 tuổi tên Bơ. Cậu bé này là một cậu bé rất là ngoan ngoãn, tốt bụng, nhưng cũng luôn tò mò và hiếu kỳ về mọi thứ. Một cậu bé có thể nói là tập hợp đầy đủ những cái tính cách, những cái điều đáng yêu, đáng hờn của một bạn nhỏ. Bởi vậy các tác giả muốn để mọi độc giả đều có quyền viết tiếp các câu chuyện của Bơ. Em cũng mới biết là tác giả đã tạo ra cuốn sách này với cả mong muốn là được truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, các bạn đọc được viết tiếp câu chuyện của bạn Bơ. Và mình thấy cái việc đấy rất là sáng tạo và mình rất là thích việc đấy, bởi vì các bạn từ đấy mà có thể tự ra tìm một cái đam mê của chính mình và viết tiếp những cái câu chuyện rất là hay, rất là truyền cảm hứng như vậy nữa. Quý khán giả Mua gì ở đâu có thể tìm mua tập truyện tại các nhà sách với giá 129.000 đồng một quyển. Bên cạnh đó, quý khán giả có thể viết tiếp nhân vật Bơ và gửi bản thảo trực tiếp hoặc gửi email đến phòng biên tập sách văn học Việt Nam của nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. Thưa quý vị, trong những năm qua, đã có rất nhiều vở kịch, phim điện ảnh và cả các bộ phim truyền hình dài tập được chuyển thể từ những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Và đặc biệt mới đây, tác phẩm của ông cũng đã được đưa vào thực hành ở môn kịch nghệ, khi các em học sinh tự mình hóa thân vào các nhân vật và có thể cảm nhận được bài học ý nghĩa một cách thực tiễn sâu sắc hơn. Theo đó, vở kịch Làm bạn với bầu trời được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh do đạo diễn Việt Linh và diễn viên Cẩm Tiên biên kịch và dàn dựng. Điều đặc biệt là toàn bộ tuyến nhân vật Dí đều được thể hiện tại sân khấu của nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh bởi các diễn viên không chuyên là học sinh của trường quốc tế Nam Mỹ UTS.
Làm bạn với bầu trời kể về thế giới tuổi thơ hồn nhiên, dung dị của cậu bé Tèo cùng bạn bè, tính cổ tích trong câu chuyện đến từ chính sự yêu thương, cảm thông của các nhân vật dành cho nhau. Do đó, vở kịch chứa đầy những giá trị nhân văn, đề cao tình cảm gia đình, truyền tải sức mạnh, sự bao dung và lòng yêu thương. Khi em tham gia vở kịch này thì em rút ra được bài học là không nên giận dữ và luôn yêu thương gia đình. Chuyển hóa cái môn giáo dục công dân từ những cái trang giấy ra những cái sống động hơn và các bé sẽ dễ dàng tiếp thu hơn. Các bé tự mình rút ra những bài học chứ không phải là học những cái dòng chữ mà các bé có thể là chưa hiểu. Sau thành công của vở kịch Làm bạn với bầu trời nói riêng và môn kịch nghệ thuật nói chung, với tỷ lệ học sinh yêu thích môn học lên đến 90%, trường quốc tế Nam Mỹ UTS hiện đang lên kế hoạch đưa kịch nghệ vào chương trình giảng dạy của khối còn lại trong năm 2021 và 2022. Hiện nay, khi điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, thì chất lượng cuộc sống đã có nhiều cải thiện hơn, từ bữa ăn hàng ngày cho đến quá trình chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, theo thống kê, số lượng trẻ em thiếu vitamin D vẫn còn ở mức cao. Trong đó, trẻ em thành thị có tỷ lệ thiếu hụt vitamin D cao hơn trẻ em nông thôn. Mời quý khán giả cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Vitamin D là một chất rất quan trọng đối với sức đề kháng của cơ thể. Mặc dù chế độ ăn uống ngày càng được cải thiện, nhưng theo thống kê, có tới 40-50% trẻ em lứa tuổi tiểu học bị thiếu hụt vitamin D ở các mức độ khác nhau. Trong đó, trẻ em ở lứa tuổi tiểu học của thành phố Hồ Chí Minh thiếu vitamin D chiếm tỷ lệ từ 49,8-58,3%, trong khi tỷ lệ này ở trẻ em tuổi tiểu học tại nông thôn là 46,6-46,7%. Điều này cho thấy trẻ em ở thành phố thiếu vitamin D hơn trẻ ở nông thôn. Nguyên nhân được cho là chế độ dinh dưỡng không phù hợp cũng như không cung cấp vitamin D đúng thời điểm. Về mặt sinh lý, có những cái đối tượng, những lứa tuổi mà chế độ dinh dưỡng không thể đảm bảo được cái việc cung cấp đủ vitamin D. Phần thứ hai là tình trạng thiếu hụt vitamin D còn do cái yếu tố tác động bởi môi trường. Tại sao trẻ em ở đô thị lại thiếu hụt vitamin D nhiều hơn trẻ em ở nông thôn? Vì điều kiện để các cháu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và tham gia các cái hoạt động vận động ở ngoài trời cũng có hạn chế. Các cháu ở trong các cái nhà kính cao tầng nhiều thì ánh sáng mặt trời với tia cực tím xuyên qua cái cửa kính khá là ít, khá là hạn chế, cho nên chúng ta thiếu cái điều kiện để chuyển tiền vitamin D thành vitamin D. Việc không tổng hợp được vitamin D sẽ gây thiếu canxi, rối loạn chuyển hóa khoáng trong xương, trẻ em bị còi xương cũng như các vấn đề thần kinh. Đáng chú ý, vào thời điểm mùa lạnh như hiện tại, ánh nắng mặt trời ít đi nhiều. Bên cạnh đó, các hoạt động ra ngoài trời hạn chế là nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt vitamin D. Do đó, việc bổ sung vitamin D là điều rất cần thiết. Sử dụng thực phẩm giàu vitamin D, sử dụng các loại vitamin D bổ sung không thể nào mà giải quyết được vấn đề này một cách toàn diện nếu chúng ta không chú trọng đến hai yếu tố khác. Yếu tố thứ nhất đó là phải tăng cường vận động thể lực ở ngoài trời để có cái điều kiện giúp cho tiền vitamin D chuyển thành vitamin D. Tập trung vào việc là nâng cao sức đề kháng, hạn chế tối đa tình trạng chúng ta bị mắc các cái bệnh lý nhiễm trùng, bởi vì mỗi khi chúng ta mắc các bệnh lý nhiễm trùng thì nhu cầu sử dụng vitamin D của cơ thể cũng tăng lên. Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cái nguy cơ bị thiếu hụt vitamin D. Quý khán giả cũng mua gì ở đâu cũng cần lưu ý, bất kể người lớn hay trẻ em nên phơi nắng sớm trước 9 giờ sáng khoảng 30 đến 40 phút mỗi ngày để cơ thể hấp thụ và tổng hợp vitamin D tự nhiên. Lưu ý tránh ánh nắng buổi trưa bởi những tác hại từ tia cực tím. Quý khán giả có thể theo dõi lại mua gì ở đâu thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo cũng trên kênh HTV7.